clip này là mình sẽ nói về cái nội dung mà mình mở cái phong ấn của những cái bé đồng hành 3S nó như thế nào. Thì trước khi vô review mình sẽ nói cho một cái số gì nào là bình thường á, là mình sẽ livestream trên Facebook ha, trao đổi với anh em, mình chat trực tiếp với anh em trên đó luôn ha. Rồi mình mới ghi up đây, tức là mình sẽ đăng lại trên cái kênh YouTube. Thì cái kênh YouTube là mình đã nói rồi, mình sẽ không bỏ nó, mình sẽ để những cái đăng lại trên cái live Facebook của mình ha. Nhưng mà có một số anh em nói là bình thường là mình làm bằng cái máy tính bảng, cho nên đó là bây giờ anh em cũng nói xuống cái mic trong PC của ông nó hơi nhỏ, cho nên là mình đăng thử coi cái này có nhỏ không. Thì nếu mà nhỏ anh em cho mình cái ý kiến, nếu mà nhỏ mình đã test đủ thứ kiểu cái kiểu lum la la rồi, nếu mà mình còn nhỏ đó là ra tiệm mua cái mic mới thôi chứ giờ bỏ tay rồi ha. Rồi thì hồi nãy mình đứng đây mình review về cái phong ấn kích này của ổng á, thì cái tranh chủ mặt này nè. Anh mới nói em đứng đây làm gì, em nói review mà đứng cái bên kia cực, em vô cái account của anh em review cho nó chắc hơn. Ok, thì mình cũng có hỗ trợ mình trong cái clip này ha. Rồi thì khi mà cái này là kích hoạt luôn rồi, thì lúc mà chưa kích hoạt là sao, thì mình có nhờ bên anh Gùa ảnh bật cái lúc mà vừa kích hoạt. Thì bây giờ cái này là gửi từ Facebook qua cho nên nó hơi nhỏ với nó hơi mờ, cho nên anh em chịu khó xem nhỏ nhỏ thôi chứ mở lớn quá thì nó mờ lắm ha. Hồi cái lúc này là chưa có kích hoạt nè, mình mua cái cây cây vũ khí này, thì mỗi một con bé nó có cái vũ khí khác nhau, giống như là hàng vũ có phong ấn kích ha, Thần Hỷ Hoàng có phong ấn kiếm, rồi Hoàng Nhan Hồng Liệt có phong ấn. Thì để cái coi Hoàng Nhan Hồng Liệt cái con phong ấn ưng nó làm sao. Rồi cái lúc mà click click vô cái vật phẩm đó nè, là phải ở trong gia viên mà mới click được cái vật phẩm đó nè, click cái vật phẩm này thì nó hơi mờ cái khúc này á, thì nó cũng chịu hồi ra y như bên màn hình mình thôi, lúc chưa hồi nó khác nhau, nó cũng như nhau thôi, mờ quá ha. Rồi ok, thì mình tạm thời tắt clip đó đi. Rồi bây giờ mình sẽ nói về cái vụ này. Rồi cái phong ấn kích này thì nãy mình cũng nói rồi, tùy theo bé ha, thì những con bé 3S này nó tương ứng với hoạt động của nó, giống như là nữ đế hồi sinh thì nó sẽ có bé 3S giờ tắt thiên, về sau Tần Thủy Hoàng, hiện tại có Tần Thủy Hoàng phong ấn kiếm nè. Ok, qua tới danh tướng thì có hàng vũ phong ấn kích, rồi cái phong ấn kiếm với một cái phong ấn ưng, đây là còn con chim ưng. Và những cái tranh đoạt lãnh địa nó chưa có ở Việt Nam mình thì vậy. À, thì nói chung nó là mỗi con cái hoạt động tương ứng nó. Thì cái giá mua của nó thì mình đã nói với anh em rồi, cái giá mua này đó là đâu rồi ta? Cái giá mua của nó là 3k vàng. Thì có nhiều anh em nói với mình đó, cái giá 3k vàng này á, cái giá 3k vàng này á thì nó hơi ghét so với một số người, tại vì 2k ngân sức là đã là 500.000. Có thể đúng đúng theo cái giá thị trường á là 2k ngân sức là 500.000, nhưng mà bạn săn boss thủ lĩnh một lần á thì bạn cũng được có tầm, nếu mà bạn chia cho đồng đội bạn mà người ta mua viên đá đó với tầm 1k rưỡi á, thì bạn cũng được 300 mấy ngân sức, 300 hơn 300 mấy ngân sức, thì bạn săn boss tầm 10 lần thôi thì bạn được cái này rồi, vật phẩm này rồi. Còn nếu mà bạn nó bạn lười săn boss nữa thì mình cũng bó tay luôn, mình biết nó làm sao luôn ha. Thì hồi nãy khi mà bạn click vô thì cái điều kiện để click được cái vật phẩm này á thì bạn phải có được mình nói cái hạng dụ nói chung nha, rồi những con bé khác nó riêng, thì bạn phải có bốn đồng hành con khách, nó yêu cầu bạn từng con khác nhau, bốn con phải đều không có nằm trong gia viên, không có trong gia viên tức là nó không có bỏ vô trong gia viên, giống như cái account này của mình là không có bỏ trong gia viên nè đó, mấy cái con này là đang trong gia viên của mình nè, còn mấy con kia không có ha. Rồi thì mỗi một con nó sẽ yêu cầu khác nhau, môn khách quan đạt độc phu kiến đạt đạt 1,5 sao, đăng công phi 1,5 sao, nói chung là 1,5 sao trở lên hết, là một sao đầy và một sao rỗng. Ở cái trạng thái như cái con bé của anh này hiện tại là đều một sao rỗng rưỡi nè, dương là một sao rỗng, một sao rưỡi nè đó. Thì bây giờ á, khi mà bạn kích hoạt nó phải tốn 24 giờ để giải trừ lần bốn trận cần ở trong gia viên, sẽ giảm cấp của môn khách tương ứng nhưng không tốn môn khách, tức là bạn giảm cái ngôi sao, nếu như bốn con môn khách này nè nó sẽ đứng bốn góc ha, cái kích ở giữa, nói chung phải 24 giờ thì nó mới giải trừ được cái phong ấn này. Ok thì bây giờ là năm con phi độc cô kiếm với đường dạng nhạc phi, thì bây giờ mình để mình coi môn khách này nó có bị trừ liền không. Độc cô kiếm vẫn còn 3 sao, đường dạng vẫn còn 3 sao, dương năm nhạc phi thì vẫn còn 1,5 sao, năm con phi. Thì bây giờ là tạm thời mình chỉ review tới đây thôi ha. Thì để coi
bốn cái tầm 10 tiếng nữa thì anh này anh giải trừ xong cái phong ấn này. 10 tiếng nữa là bây giờ là 7 giờ tối, 7 giờ tối mà cộng thêm 10 tiếng nữa là 17 giờ, 17 giờ là 5 giờ sáng. 5 giờ sáng hả? 5 giờ sáng tôi vô coi cái này hả? Vừa vừa phải phải thôi. Ok cũng gắng thức 5 giờ sáng để coi cái giải trừ phong ấn này sao. Thì giải trừ chắc chắn nó sẽ trừ một sao gửi của này. Nói chung là mình tạm thời mình dừng clip đây. Thì cái clip này chỉ nói chung là mình review tới đây thôi chứ cùng mình cũng chưa có review tới là vì chưa có giải trừ cái phong ấn xong. Thì để giải trừ phong ấn xong thì quên, bên nhà anh rùa hình như ảnh mới giải trừ phong ấn của cái hoàng nhan ấy, lộn, của Tần Thủy Hoàng luôn, tại vì Tần Thủy Hoàng hình như tối qua ông mới mua. Để coi này có hầu, chắc chắn sẽ hầu với ông ấy. Mà ổng thì ổng không online giờ này. Thăm gia viên. Để coi ổng giấu cái cây kiếm của ổng ở đâu. Gia viên của ổng mà đi rộng cách xì nái luôn. Ủa, giấu đâu ta? Nào giấu trong nhà không? Cho vô nhà không? Cho vô. Mà nhà ổng khỏi nói luôn rồi. Kiếm cũng cực nữa. Chắc chắn ông để trên lầu luôn. Thì ông để trong lầu rồi giấu cho một cái một đống cái giường ngủ của ông. Không có luôn, còn giờ ổng giấu đâu trời, chắc bên đây, bên này quăng ở giữa sân giống anh này đi dễ kiếm, mà không có đây luôn, giấu đâu trời, khúc này kiếm hết rồi giờ thì cứ qua đây thôi. Mấy con này là chim hót béo ngoan bình thường thôi, trời giấu tiếp ở đây luôn. Rồi thì cái phong ấn kiếm này, cái phong ấn kích nãy nó chỉ nó cũng giống bốn năm ông khách yêu cầu là đứng bốn góc ha, đứng trụ kiếm chung mà có nguyên cái hào quang rớt xuống, rồi ở giữa thì có những cái vòng mà có cái chú gì ở đây nè, đây là tinh tú xoay chuyển đất trời khí khô dùm lum la ông khách là để coi bốn này có nói gì không. Độc cô kiếm không nói gì hết, ngu cơ không có luôn, kinh kha không nói luôn, Nam Cung Phi họ mới cái này không nói gì hết. Thì cũng chắc cũng 24 giờ mà kích hoạt thôi hả. Thì bây giờ mình đợi tới cái lúc mà mình kích hoạt cái con đó mình review, chứ mình bây giờ mình chỉ review được tới đây thôi. Rồi cái thời điểm này là đã hoàn thành xong cái việc giải ứng cho cái môn khách hàng vũ. Thì cái lúc này thì anh em nhìn thấy trên màn hình là đang 5 giờ mấy sáng, cho nên là mình không có nói lớn được, anh em thông cảm cho mình ha. À, bây giờ mình sẽ vô gia viên mình giải trừ cái phong ấn nó. Chưa quýnh găng nữa chứ thật tôi mà nói thiệt hơi nói chuyện qua mic chứ nói chuyện trực tiếp là anh em cũng thấy nó hơi nặng mùi ấy. Rồi thì đủ điều kiện hết la, bây giờ 24 giờ sau hoàn thành. Mấy cái hoàn thành thì bây giờ 1,7 năm sau thì mình vô coi phải một phim bây giờ đọc cô kiếm hiện tại mình đọc 3 sao đầy, đường giảng 3 sao đầy. Nhạc Phi sao gửi với Nam Cung Phi sao gửi, hai con ba sao con sao gửi, bây giờ mình mở thử là mình hai con mấy con này có bị mất sao không. Rồi thì ghép thành công ha, nó cho mình lá thư này. Thư của Hoàng Vũ, đại hiệp được giúp đỡ vực Hoàng Vũ yêu thích được giải ứng, xin đa tạ, sau này cứ việc đến tìm ta, tôi kiếm liền, tôi kiếm ông liền chứ sao này gì. Rồi nhận đính kèm ha, rồi cho cái môn khách Hoàng Vũ ha. Rồi, bấm vô dùng. Có hàng vũ môn khách có kỳ tài không? Thì như môn khách chỉ vậy thôi chứ không có kỳ tài. Rồi, chụp cái hình cái góc nhìn đẹp đẹp, cái chụp cái hình làm thumbnail ấy. Rồi góc này đi. Rồi. Giờ vô. Vô thì chắc dưới cùng rồi, môn khách kéo xuống. Đọc cô kiếm gì? Ô sao đọc cô kiếm chỉ còn 3 sao vậy? Thôi kệ đề lát tí quan tâm. Hạng vũ đây, hạng vũ bây giờ thì nó giống như kinh khai vậy, bạn phải chờ trang bị nó với đồng hành môn khách chung một hô thì nó mới có kích hoạt cái hộ chủ, cái hộ nó sáng sáng lên này phải không. Thì hạng vũ thì nó chung bộ với ngu cơ, sát thương bộ kích 6%,
Nguy cơ là hình như anh này có luôn rồi thì phải, không không có nguy cơ, chưa có nguy cơ gì là coi trong gương có không, gương đâu rồi. Ê, hình như có một ảnh còn dư một cái hộp triệu hồi môn khách 2S. Ồ cái này lộn, cái này đá hồn gì. Ờ à, đây đây đây, triệu hồi được nguy cơ nữa. Mà cái này là ặc mượn để review cho nên là để chủ ặc mở cho nó chắc ăn, chứ nhiều khi ý của ông không phải như vậy. Nhưng mà chắc chắn cỡ 99,99% là ý ông sẽ như vậy. Hay là trang bị vô cái ô này đi. Thì bây giờ chưa, anh em thấy là mình chưa gắn vô, nó chưa có cái kích hoạt hộ chủ môn khách nè. Cần tùy từng đồng hành mới có thể môn khách cùng tên mới có thể kích hoạt nè. Bây giờ mình tháo cao trường cung ra gắn đỡ chứ, hơi gắn đỡ cho anh em coi thấy không, vừa gắn cho nó kích hoạt lên luôn nè. Bây giờ hiệu quả môn khách hội chủ nè, 177 điểm linh hoạt, 118 điểm thời gian thuộc tính, với 3552 điểm sinh lực. Cái điểm sinh lực này thấy dòng này nó phế phế làm sao, thôi kệ, nó có cái linh hoạt nó cũng đỡ. À, bây giờ là rồi bị kích khởi đội luôn, chắc auto lâu quá kích khởi đội. Đó, hộ chủ giống kinh kha hay được cái mà coi cái tổ hợp hộ chủ ở đâu ta, tại vì mình cần cái thế mình phải nói anh thế. À là đây, bên đây nè. Rồi thì tăng sát thương thú là kinh kha, linh hoạt thời gian thuộc tính với sinh lực. Cái miễn sát thương bạo kích anh em thấy cái chữ duy nhất không, mấy cái kia là không có chữ duy nhất, nhưng mà duy nhất gì đó, tức là nó chỉ tăng được một cái thôi. Còn miễn sát thương bạo kích mà anh em có hai cái miễn sát thương bạo kích, nó không có cộng dồn vô nha. Cái duy nhất này nó khác với mấy cái còn lại chỗ đó. À, mấy cái dòng mà không có chữ duy nhất là mình cộng dồn được, còn có duy nhất không cộng dồn được. Bỏ qua thuộc tính tổ hợp đây đây đây. Thì bây giờ hiện tại là anh có hai bộ đó, dương sát thủ với động vật bò sát, thì cái thuộc một cái là hạng thuộc tính 60, cái hạng thuộc tính 40. Thì chắc là bỏ cái băng lân tích hoàng với ngân công hạt hạt hoàng ra, lấy cái kháng thời gian thuộc tính. Bỏ chỉ không biết cái này nó có cộng dồn vô không, nhưng mà bỏ đi cái đó thì lấy cái sát thương bộ kích của hạng dụ với ngu cơ thấy ok hơn. Mà cái này thì để chủ ặc vô ổng ổng mở chứ mình mở thì nó cũng hơi kỳ. Ok ha, thì coi thì đọc cô kiếm còn 3 sao. Ủa nó sao nó nói trừ 1 sao gửi, sao mình còn 3 sao ta, chắc là nó chưa loát, để mình ra bãi chen thử đổi map coi nó loát chưa. Rõ ràng là khi kích hoạt bị mất sao gửi, mà sao cái con đọc cô kiếm mình vẫn còn 3 sao ta, trời ba bốn lửa luôn. Rồi bây giờ vô coi lại đi, chắc bây giờ rớt sao rồi nè. Đọc cô kiếm mà vẫn 3 sao kỳ vậy ta, kinh kha. À, đâu liên quan đường giảm ấy, đường giảm ấy, đường giảm bị giảm sao rồi nè. Ủa mà sao giảm có 1 sao chứ, để sao gửi chứ, lạ lạ nha, có cái gì đó kỳ kỳ đó. À tức là mấy cái con này nó đầy cái điểm thân mật nhiều quá nè, thì nó trừ cái thân mật thôi, nó trừ cái độ thân mật theo 1 sao gửi á, thấy không. Bây giờ anh em coi nè, nhạc phi của mình bị trừ hết nè, còn tụt xuống nửa sao nè, năm quân phi 1 sao gửi cũng tụt xuống nửa sao nè. Nãy anh em nào chưa coi có thể coi lại khúc đầu ha, rõ ràng là bị trừ xuống nửa sao. Thì hộ chủ nó vẫn tăng cho mình vậy đó. Cấp sau là 184 điểm linh hoạt, thời gian kháng thuộc tính. Thì bây giờ mình coi cái linh hoạt này nó có cộng hẳn vô người người mình luôn không. Hiện tại là linh hoạt là 2382 là được cộng đúng không, vậy là 2382 là được cộng. Để tháo ra thử coi, tháo ra thì giờ cái con hạng vũ này khi mà đeo vô lực chiến nó đã là 10.800, giờ tháo ra coi ha. Thì bây giờ linh hoạt tụt xuống, chắc chắn sẽ tụt tụt xuống là 2205, tức là những cái thuộc tính này nó cộng cộng trực tiếp vô người chơi luôn. Giờ đeo vô lại ha. À, đeo vô lại à, lực chiến 10.800 à, nên là lại 2382, tức là khi mà bạn trang bị môn khách như vậy á, thuộc tính sẽ cộng trực tiếp vô nhân vật, tức là hai cái dòng sau cũng cộng trực tiếp vô nhân vật luôn. Thì hiện tại là mình chỉ có thể review vậy thôi, để sáng vô á cái anh chủ hoạt ảnh đeo vô hay không thì mình mới review tiếp được.
Thì tạm thời kết thúc đây cái nè. Ok, thì giờ này 4 giờ chiều đi làm về rồi, giờ mình review lại luôn. Thì ông này có tên là anh này đấy, coi cái thuộc tính môn khách ảnh đi. Ok thì tắt thiên cái thuộc tính tổ hợp đây. Thì ảnh cũng như ý của mình, thì giống như sáng anh nói là mình anh lấy cái bộ hàng vũ ngu cơ, lấy cái sát thương bổ kích và anh bỏ đi cái bộ bò sát nè, anh chỉ lấy cái bộ bộ đế vương sát thủ thôi. Cái kháng thời gian thuộc tính là anh bỏ luôn cái bộ 40, là bỏ hai cái con kia rồi, tại vì đầy ô rồi, anh ấy cũng thấy sáng đầy ô rồi. Thì bây giờ nói qua tới lượt ngạch cao của ông rùa, thì anh rùa ông nó kích hoạt luôn cái chà nội, thì ông kích hoạt nhưng mà ông không có mặt. Anh em thấy gì cái ngay đầu clip mà mình có làm một cái về cái tần thủy hoàng phải không? Ông này ông kích hoạt cho đã nhưng mà không xài, thì có thể là đòi hoàng nha, cái gì tần thủy hoàng á, nó đang kích hoạt cái bộ thuộc tính tổ hợp chung với võ đắc thiên, cho nên là ông thấy không có cần thiết, cho nên ông không xem, không thèm xài luôn. Thì tần thủy hoàng tăng nhanh nhẹn mà không xài quy cốc tử, mà ông đi mua cái mình cũng biết nói làm sao luôn. Nói chung là ý người ta thích chơi làm sao người ta chơi. À, là ông có hạng vũ ông được 28 trên 29 kill, tăng 200 mấy liên quan rồi, maximum được 230 điểm linh hoạt tháng, 153 điểm tháng thời gian thuộc tính rồi. Thì cái hành trình review thì nó chắc tốn cũng khá là hy sinh, nó năm mấy sáng dậy giờ review thêm lần nữa. Thì lúc á mình cũng hy sinh vì nghệ thuật lắm, cho nên là làm clip có gì lỗi anh em chịu khó bỏ qua, chứ đừng có bắt bẻ quá thì nó cũng kỳ ha. Rồi thì yêu anh ý kiến anh chị em như thế nào, chị em thấy cái đồng hành này á, mình theo ý mình á, thì mình không thích cái bạn hạng vũ này mấy, tại vì cái anh hạng vũ này á ảnh bị có cái dòng sinh lực tôi không không thích mấy. Chứ thật sự nếu mà cần cái linh hoạt cái account mình cái linh hoạt nó cao sẵn 2k7, giống mà cộng thêm vô tầm 3k ai quýnh lại mình, nhưng bù lại mặt mình chỉ có Thúy Yên có sức mạnh có k3 thì nó hơi nhục ha. Thì chắc sắp tới thì phải đổi phái rồi. Thôi xin trân trọng và kính chào toàn thể quý vị và các anh chị em. Tôi là Chun đến từ kênh Chun Kỳ Được, cảm ơn anh chị em đã bỏ thời gian quý báu ra theo dõi clip của mình.